Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Dư Luân Dễ Thương. Và rất là nhanh sau khi mà iPhone 12 về Việt Nam thì mình đã được cho mượn một con iPhone 12 Pro. Mình có sử dụng nó được vài tiếng và mình có những cái cảm nhận ban đầu mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Lý do mà mình làm cái video này bởi vì mình nghĩ rằng rất nhiều bạn đang xem cái channel của mình thì có khả năng cao là bạn cũng sẽ đi mua iPhone 12. Thì mình muốn chia sẻ kỹ hơn về con iPhone 12 Pro này để bạn nào mà đang còn cân nhắc, còn lăn tăn gì đó thì các bạn có thể tham khảo thêm một chút những cái tạm gọi là những cái mà mình thích và chưa thích ở trên cái con iPhone 12 Pro này để các bạn có thể quyết định đúng đắn hơn. Rồi, chúng ta hãy bắt đầu. Thì cái điểm mà mình muốn chia sẻ trước hết với các bạn tất nhiên là về thiết kế của nó rồi, đúng không? iPhone 12 năm nay là cái năm mà đổi mới thiết kế, cho nên không thể nào mà chúng ta không nói về cái ngoại hình của con 12 Pro được. Và con 12 Pro cũng như là những con 12 khác trong ra mắt, trong cái đợt ra mắt này á, thì mình thấy là nó rất là đẹp, không có từ nào khác có thể diễn tả được ngoài cái chữ đẹp hết. Thứ nhất là bạn thấy cái viền của nó đó, nó đã được làm phẳng hơn. Thì mình nghĩ là bữa giờ anh em coi những cái video, anh em coi hình thì anh em cũng đã thấy rồi. Cái mà anh em có thể thấy được ở cái khung được vát vuông vức như thế này là nó tạo cho anh em một cảm giác rất là mới lạ. Gần như là mọi con điện thoại từ năm 2014 tới bây giờ mình sử dụng, kể cả điện thoại Android hay là iPhone, thì nó đều sử dụng cái cạnh bo cong hết. iPhone 11 Pro Max của mình hiện tại cũng là cạnh bo cong, cho nên khi bạn nhìn vô cái điện thoại vuông vức như thế này, bạn cảm thấy nó mới lạ. Thì ra thiết kế này đâu có mới đâu. Từ năm 2010, mình nhớ là 2012 chúng ta. 2012 là iPhone 5, iPhone 4 đã bắt đầu sử dụng những cái thiết kế như thế này rồi. Chỉ có điều là lâu quá chúng ta mới thấy lại, cho nên chúng ta mới cảm thấy nó tươi mới hơn. Và riêng ở trên con iPhone 12 Pro mà mình đang cầm thì nó không có cái vát kim cương giống như là iPhone 5, iPhone 4 hồi xưa. Cho nên khi mà bạn cầm vào bạn sẽ không thấy nó cứng. Cầm vào thì rất là thoải mái thôi, không có vấn đề gì. Mình thì cá nhân mình thì vẫn thích cái cảm giác cầm của cái cạnh bo cong của con iPhone 11 Pro Max mà mình đang dùng hơn. Nhưng mà cầm cái này thì nó cũng không có làm bạn cảm thấy thiếu tự tin hơn hay gì đâu. Cứ thoải mái mà sử dụng thôi. Nhìn tới, nhìn thẳng trước tới như thế này thì wow, rất là đẹp. Con iPhone 12 Pro một cái thay đổi cũng khá lớn so với lại con 11 Pro, đó là màn hình. Kích thước màn hình nó đã được tăng lên rồi các bạn. Hồi xưa con iPhone 11 Pro kích thước màn hình chỉ có 5,8 inch thôi. Nó giống với lại con iPhone X hoặc là con iPhone XS trước đó. Tuy nhiên, theo mình, kích thước 5,8 inch đối với lại cái con iPhone thì nó khá là nhỏ. Và khi mà mình trải nghiệm nội dung trên cái màn hình đó, mình cảm thấy không có hài lòng. Cái thời mà mình còn xài iPhone X đó, là lúc đó chưa có bản Max nha, thì cái cảm giác mình nó không có đã các bạn. Mình đang xài một con Plus mà mình xuống một cái con X nó nhỏ như vậy thì không có sướng gì hết. Tại cả cái nội dung về chiều ngang á, nó cứ bí làm sao á. Nhưng mà bây giờ trên con iPhone 12 Pro thì Apple họ đã chuyển sang sử dụng cái màn hình là 6,1 inch bằng kích thước với lại con iPhone 11 hay là con iPhone 12 năm nay. Cho nên là diện tích trải nghiệm nội dung của bạn rộng hơn, bạn sẽ xài nó thoải mái hơn. Và mình nghĩ đây là cái kích thước rất là phù hợp để mà bạn có thể sử dụng. Quay trở lại, nãy mình quên nói chút xíu về cái phần ngoại hình đó. Thì cái bản mình đang cầm ở đây là màu Pacific Blue. Thì bạn thấy là cái màu này khi mà lên video cũng như là nhìn thực tế thì nó cũng hơi xanh nhẹ thôi, nó không có xanh đậm đà lắm đâu. Và nó sẽ hơi nghiêng nhiều hơn về phía màu đen. Khi mà bạn ở dưới cái trời nắng hoặc là ánh đèn như là mình đang ngồi trong cái phòng này thì các bạn mới thấy cái ánh xanh của nó. Mình nghĩ rằng mình thích cái màu nổi bật hơn. Mình thích cái màu của con iPhone 12, cái màu xanh dương và xanh lá thì nó nổi hẳn lên cái tông màu đó luôn. Còn cái màu này thì nó hơi chuyển sang cái màu đen quá, mình không có khoái lắm. Nhưng mà cái màu này khi mà nó đưa vào sử dụng trong cái khung kim loại bóng á, thì nhìn nó lại rất là sang, nhìn nó ok lắm. Mình cũng có nhận được câu hỏi á, là mấy bạn có nói là Face ID có nhanh hơn hay không. Tại vì thường cứ mỗi năm upgrade thì Apple họ nói là Face ID của họ nhận diện nhanh hơn. Năm nay họ không có nói, và thật sự mình thấy là nó cũng giống như là con iPhone 11 Pro Max của mình hiện tại. Mình đưa hai cái máy lên và hai con đó nó unlock cùng lúc với nhau hết, không có cái nào nhanh hơn. Thì coi như là không có cái phần nào cải thiện. Nhưng mà thật ra hiện tại á, tốc độ của Face ID là mình đã khá là hài lòng rồi. Mình không có than phiền gì về cái Face ID hiện tại hết. Và đối với mình, unlock bằng nhận diện gương mặt vẫn là một cái trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. Và nó tốt hơn unlock bằng vân tay rất là nhiều. Tuy nhiên khi mà bạn đi ra đường mà mùa dịch thì bạn đeo khẩu trang thì lúc đó chịu thôi. Nhưng mà cũng giống như bạn khi bạn ra đường mà đeo găng tay vậy thôi. Nó thì tùy từng trường hợp mà sẽ xử lý.
mình nghĩ rằng iPhone chắc cũng chưa sớm đưa cái vân tay dưới màn hình vào đâu. Nếu mà có thì khi nào mà bạn có thể chạm được ở bất kỳ chỗ nào trong màn hình mà cũng unlock thì lúc đó may ra Apple mới xài. Hiệu năng của con iPhone 12 Pro mà mình đang cầm trên tay chắc chắn là không có gì để bàn. Giống với mọi con iPhone thì lúc nào bạn mới mua về nó cũng rất là ngon, rất là xịn. Và cũng phải tới khoảng 3-4 năm sau, sau nhiều lần upgrade cái hệ điều hành thì lúc đó bạn mới bắt đầu cảm thấy có cái gì đó nó hơi chậm đi so với lại lúc mà bạn mới mua. Còn riêng đối với lại con 12 Pro ở thời điểm này thì nó rất là mượt, chạy mọi thứ đều ngon lành. Chỉ có điều là nếu như mà bạn so sánh trực tiếp nó với lại con iPhone 11 thì mình nghĩ là bạn sẽ không thấy rõ cái sự khác biệt đâu. Bởi vì con 11 hiện tại cũng chạy đang khá là nhanh, mượt và ổn định rồi. Về khả năng chụp hình thì mình mới cầm được có mấy tiếng cho nên mình chưa có thể nói nhiều được về phần chụp hình. Mình có test thử cái khả năng chụp đêm á, thì đây là một cái tấm hình mình thử chụp đêm và đây là thêm một tấm nữa đó. Thì bạn thấy là cái tấm đầu tiên á là cái tấm mình chụp trong phòng của mình, mắt mình còn không nhìn được nhiều màu và nhiều chi tiết đến mức đó, nhưng mà camera của con iPhone 12 nó tái tạo được và tái tạo rất tốt. Hình ảnh thì tất nhiên không thể nào mà xịn hay là rõ ràng hay là nét như là lúc mà bạn chụp đủ sáng được, nhưng mà những cái ảnh như thế này được dư sức để bạn dùng, dư sức để bạn up Facebook, Instagram mà bạn xài, thậm chí là để lưu trữ hay xét hình nền trong máy cũng được luôn. Những cái tấm hình như thế này, những cái tấm ảnh night shot như thế này, mình nghĩ rằng đó là một cái thế mạnh của iPhone đấy. Hiện nay trên thị trường thì những con Android cao cấp flagship khác nó cũng làm được cái chuyện night shot gần giống như thế này, nhưng mà làm được như iPhone thì mình thấy là chủ yếu có Google Pixel nè, Huawei và Samsung là họ làm rất tốt cái phần chụp đêm. Mình thấy là iPhone với lại hai hãng kia là 9/10 á, mình sẽ nhờ team camera test kỹ hơn về cái phần chụp đêm này. Còn đối với lại mình thì mình cảm thấy hài lòng với lại cái khả năng chụp ảnh của con iPhone 12 Pro. Kỹ hơn thì sẽ chờ mình trải nghiệm thêm ha. Cuối cùng là dung lượng bộ nhớ. Thì trên con iPhone 12 Pro bản thấp nhất bây giờ đã là 128GB. Mức này là dư sức cho bạn quay video 4K, làm vlog, chụp ảnh, đi du lịch và tất cả mọi nhu cầu. 128GB là rất ok rồi. Thậm chí mình nghĩ bạn còn không cần lên tới 256GB nữa kìa. Tất nhiên nếu bạn có tiền thì cứ mua lên upgrade thì không sao hết. Nhưng mà mình nghĩ là 128GB là đủ cho nhu cầu bình thường, và đa số mọi người sẽ dùng cái mức này, thậm chí còn xài không hết. Nếu mà bạn muốn an toàn hơn á, thì hãy xài như mình, là mình mua một cái gói iCloud 2T. Thì cứ khi mà iPhone nó gần hết dung lượng á, thì nó tự xóa bớt những cái file cũ, và mình gần như không bao giờ phải thấy cái thông báo là sắp hết dung lượng hết. Tại vì file cũ nó được backup lên iCloud thì bây giờ để trong máy đâu có làm gì đâu, nó xóa đi đúng không? Khi nào cần thì bạn load nó về sau. Nó vẫn nằm trên máy, nào bạn bấm thì nó download cái file to về, không vấn đề gì hết. Đó, thì mình nghĩ là đây cũng là một cái nâng cấp mà bạn có thể để ý tới nếu như mà bạn đang có ý định mua iPhone 12 Pro. Hiện tại thì giá của iPhone 12 Pro vẫn đang rất là mắc và nó nhảy lên nhảy xuống rất là nhiều. Nó khác nhau theo từng cái shop mà người ta nhập về, bởi vì bây giờ vẫn còn là hàng sách tay thôi, chúng ta chưa có hàng chính hãng ở Việt Nam. Cho nên là nếu mà bạn không gấp quá thì bạn hãy chờ một thời gian nữa mua thì giá nó sẽ ổn định hơn. Còn máu quá, thèm quá và có đủ tiền thì cứ quất cho mình. Nhưng mà có một cái mình chưa test được nữa, đó là pin. Thì mình không tự tin lắm về pin của iPhone 12 Pro nha. Mình chưa có trải nghiệm được kỹ, nhưng mà mình đoán là như vậy dựa trên cái kinh nghiệm của mình đối với lại con iPhone 11 Pro hay là những cái đời trước. Mình ấn tượng hơn với lại pin của con iPhone 11 và con iPhone 11 Pro Max. Còn con giữa thì pin nó bình thường, mình không thấy cái gì ấn tượng hết. Mình sẽ trải nghiệm và sẽ có những cái video review chi tiết con này cho các bạn xem sau ha. Ok, nhớ theo dõi mình ở trên Tinh Tế nè, cũng như là trên YouTube channel này. Và các bạn đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ mình. Nếu bạn thích nữa thì nhấn vào biểu tượng cái chuông, khi mà mình có video mới thì YouTube sẽ gửi notification cho các bạn. Rồi, vậy ha, bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.